khái niệm tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu đó là khái niệm ô nhiễm. Các ô nhiễm là những cái ô nhỏ đây đó. Thì cái ô nhiễm này nó biểu thị những cái nhịp phách mà chúng ta cần đánh trong một khoảng thời gian nào đó. Ví dụ như chúng ta sẽ có nói về nhịp 24 đó. Đó. Nhịp 24 là nhịp như thế nào? Thì nhịp 24 thì chúng ta sẽ hiểu nó như thế này. Cái số trên thì nó biểu thị cho cái việc là trong một ô nhịp này nè, trong một ô này nè thì sẽ có hai phách. Sẽ có hai phách thì chúng ta sẽ để cái ví dụ phách đây, phách đây để cái dấu sẵn cho anh ta dễ hiểu ha. Đó, và cái số ở dưới là cái số mà cái độ ngân của cái nốt nhạc đó. Ví dụ như là ở đây số 4 có nghĩa là sẽ lấy nốt tròn chia cho 4. Chia 4 này sẽ bằng là nốt đen đúng không? Đó. Thì cái giá trị của cái nốt nhạc này nó trong cái ô này thì 24 biểu thị là có hai phách và mỗi phách nó sẽ có cái thời gian ngân bằng một nốt đen. Đó, chúng ta sẽ nốt đen vào đây. Đó. Ví dụ như chúng ta sẽ có ví dụ như mình nói thôi nha. Ví dụ nhịp 28. 28 đi. Nhịp 28. Mình ví dụ thôi chứ nhịp 28 các bạn khó gặp lắm. Thì chúng ta sẽ hiểu là đây trong cái ô nhịp nó sẽ có bao gồm hai phách. Và mỗi cái phách đó nó sẽ có giá trị là cái độ ngân của nó sẽ bằng lấy cái nốt tròn chia cho 8 sẽ bằng một nốt móc đơn. Đó. Hoặc là 2 đến 16 thì lấy nó con cũng có nghĩa là cái độ dài đó lấy nó tròn chia cho 16 là thành nốt móc kép. Ví dụ vậy. Đó. Ví dụ chúng ta đổi số ở trên đi. Ví dụ nhịp anh chúng ta không ghi đầu nhịp nó không ghi là 24 nữa mà nó ghi là 34 thì các bạn có thể cũng hiểu thôi. Đầu tiên các bạn nhìn cái số trên trước nó có số 3 nghĩa là trong này nó có 3 phách nè. Đó các bạn để sẵn một cái đường gạch đi. Còn nó có phách gì chúng ta sẽ điền sau. Và chúng ta bắt đầu nhìn số dưới. Nó là cái giá trị một cái phách này nó bằng nó tròn chia cho 4. Thì chúng ta điền vào đây. Đó, chúng ta nó sẽ có 3 cái một cái nốt đen trong một ô nhịp. Đó. Tương tự như vậy thì nhịp 44 cũng vậy. Đó, nó sẽ có 4 gạch. 4 gạch và mỗi cái gạch đó giá trị nó sẽ bằng một nốt tròn chia cho 4 là bằng nốt đen. Đó. Thì mỗi cái ô nhịp này là mỗi cái chu kỳ. Cứ một ô nhịp này hết một ô nhịp này nó sẽ có một cái đường gạch. Sau đó nó lặp lại cũng là cứ là đây là nhịp 44 nè, đây là nhịp 44 nè, cứ nó trong cái nào nó có 4 nhịp cứ liên tục. Để chúng ta biểu thị cái việc chúng ta đọc nhìn bản nhạc và chúng ta hiểu được chúng ta đang biết là chúng ta sẽ cần đánh cái gì. Và chúng ta, nói chung là đó là những cái lý thuyết cơ bản mọi người cần phải nắm. Nhịp 24 là gì và nhịp 44 là gì, ví dụ vậy chúng ta cần phải nắm. Thì chúng ta lại tiếp tục nói về cái nhịp 44 và cách hiển thị nhịp 24 và cách hiển thị nó. Ví dụ như chúng ta lúc nãy chúng ta vừa nói là nhịp 24 nghĩa là nó có hai phách và mỗi phách chia thành 4 hay là bằng một nốt đen. Vậy nhưng mà cũng có một cái số ví dụ như đó, chúng ta làm thế nào cũng được, chúng ta chỉ cần miễn đếm sau. Ví dụ như ở đây sẽ có nhịp 24 nhưng mà nó là hiển thị là bằng nốt đơn. Bên đây là nó hiển thị bằng nốt đen, bên này là hiển thị bằng nốt đơn. Ví dụ như là ở đây là một nốt đen nó sẽ bằng hai nốt đơn này. Đó, chúng ta tính làm sao khi cộng lại các cả các nốt lại nó đạt cái yêu cầu là hai phách và mỗi phách nó bằng một nốt đen là được. Ví dụ ở đây là hai nốt đơn mà một nốt đen, hai nốt đơn và nốt đen, nó cũng là trong nhịp 24. Hoặc là ví dụ như nó có một cái chùm nó móc 3 ở đây, nó chùm 3 ở đây đi. Thì chúng ta cũng hiểu nó là ba cái này cộng lại nó bằng một cái này, ba cái này cộng lại bằng một cái này. Đó là cái cách chúng ta nhìn và hiểu được. Đó, ví dụ như này hoặc là 4 hay là nó cũng có 4 nhịp nhưng mà mỗi nhịp nó có giá trị nó bằng một cái nốt móc kép. Đó. Thì người ta sẽ có hai gạch ở đây.
4 4 cái này cộng lại bằng 1 cái này, 4 cái này cộng lại 1 cái này. Tương tự các cái nhịp khác cũng vậy. Nhịp 2 4 là nhịp đơn giản nhất. Đó. Nhịp 2 4 xong rồi nhịp 4 4 nhịp 3 4 thì tất cả đều là như vậy. Người ta có hiển thị như thế nào nữa, nhưng mà khi cộng lại thì chúng ta gom lại hết cộng lại thì nó sẽ bằng hai cái chính này. Đó. Ở trên đây các bạn nhìn thấy trên đây. Thì lần trước thì mình cái clip mà hướng dẫn về cái bit trống cơ bản nhất. Đó, thì cái bit trống đó chúng ta sẽ hiển thị lên cái dòng kẻ nhạc này như thế nào. Đó, thì khi mà cái quy ước chung luôn thì chúng ta có thể thấy là trên đây nó có một cái dấu X này, nó dấu X xong rồi đây là hình của nốt móc đơn nè. Thì cái dấu X này nó hiển thị cho đánh vào hi hat. Dấu X này chúng ta sẽ hiểu nó là đánh hi hat, tại vì nó là quy ước chung luôn, cả thế giới đều sử dụng. Có một số sách họ sẽ ghi cái vị trí khác, nhưng mà các bạn để ý là cứ dấu X và ở trên như thế đó thì nó đều như vậy á, thì sẽ thường thường là hi hat. Và ví dụ như là chúng ta sẽ đánh nè hi hat nè. Còn cái vị trí nốt của cái snare đó, snare đó, đây là vị trí nốt của trống bass. Các bạn cứ để ý nó ngay cái vị trí của nốt nó pha ở trong cái dòng kẽ, chúng ta sẽ nghe cái vị trí nốt ngay cái vị trí này. Và cái snare nó nằm ngay cái vị trí nốt đô của pha son. Thì pha và son, nhưng mà các bạn đừng quan tâm, cứ nhìn vào nó nằm ngay vị trí các bạn chịu khó nhớ luôn. Đó, đây là snare, đây là tiếng bass, đây là tiếng bass, đây là tiếng snare. Ráng cố gắng nó nằm ngay cái, ví dụ trong cái dòng nhạc nó có 1 2 3 4 dòng, 5 cái đường, 4 dòng thì nó nằm ngay cái vị trí từ trên đếm xuống là cái dòng thứ hai, và cái trống bass nó sẽ làm cái dòng cuối cùng. Đó là cái ký hiệu cơ bản nhất, và tất cả thế giới họ đều sử dụng hết. Chúng ta cố gắng học thuộc luôn. Đó. Thì cái bây giờ chúng ta đã biết được cái hình nốt nó hiển thị như thế này rồi. Thì chúng ta sẽ lấy ví dụ là cái beat bữa trước mình có giới thiệu trên cái clip trước. Đó, chúng ta sẽ bắt đầu là đếm nè. Ví dụ nó hiển thị như thế nào thì bây giờ đếm nè. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4, giống như bữa mình đếm. 1 2 3 4 và cái nốt nốt đơn nó tiếp theo đó chúng ta sẽ đếm là và. 1 và 2 và 3 và 4 và. Còn cái tiếng trống bass chúng ta sẽ đánh nốt đen vào cái vị trí này. Đó, vị trí này nè. Và đây là vị trí 1 nè. Đó, và chúng ta không đánh, chúng ta đánh vị trí số 2 là chúng ta đánh tiếng snare nè. Đó, tiếp theo là và chúng ta cũng không đánh. Và vị trí số 3 là trống bass nè. Và 4 snare là trống snare. Số 4 là trống snare. Đó. Đó là cái cách hiển thị một cái beat nhạc giống như là mình đã nói lần trước. Thì có những cái beat họ sẽ ghi lên những ví dụ như ở đây sẽ là hai nốt đơn. Đó, hai nốt đơn cho trống bass nè. Hai nốt đơn cho trống bass ở đây. Đó, chúng ta sẽ đọc vào chúng ta cũng sẽ hiểu là có đây là một nè, đây là và. Chúng ta đọc thành tiếng là kịch kịch nè. Kịch kịch. Kịch kịch. Ví dụ như là chúng ta sẽ có cái tempo khoảng này đi ha. 1 2 3 4 như là bập 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 bập, có nghĩa là khi gõ vào chúng ta đọc một tiếng bập này, dở lên nó đọc một tiếng bập. Bập 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 bập. 1 và 2 và 1 bập 2 bập 3 bập 4 bập bập bập. Nghe nó hơi mắc cười. Đó là cái cách chúng ta sẽ dễ hiểu nhất. Hoặc là ở snare chúng ta có thể ghi thêm là một cái nốt đơn nữa. Ví dụ snare ở đây chúng ta sẽ là, ví dụ như ở đây mình đã thay đổi cái hình nốt này và cái tiết tấu này chúng ta sẽ đánh như thế nào đây. Ví dụ mình sẽ đọc nha. Bụp bụp tắc bụp bụp tắc bụp bụp tắc bụp bụp tắc. Nếu mà đọc theo cái tiết tấu mà sử dụng số chúng ta sẽ là 1 và 2 3 và 4 1 và 2 3 và 4. Rất là dễ hiểu. Đó. Thì bây giờ những cái nhạc ở trên thị trường bây giờ, thì bây giờ họ những nhạc ballad, nhạc mới bây giờ họ sử dụng cái nhịp
44 rất là nhiều. Thì khi mà chúng ta, ví dụ chúng ta cứ về nhà chúng ta cứ vẽ một cái tờ giấy, chúng ta vẽ cái hình nón này ra, lấy bút chì vẽ hình nón này ra. Ví dụ như chúng ta xích đánh là hai cái nốt đen như thế này là tiếng bass, hoặc là hay là chúng ta muốn thay đổi là một cái bass ở đây và hai cái bass ở đây, hoặc là một cái bass một cái bass ở đây nè, và thêm một cái bass ở ngay chỗ cái vị trí nốt số 2 này nữa đi. Đó. Chúng ta cố gắng luyện tập để đọc nó. Ví dụ thêm một cái vị trí đây, cái vị trí đây nữa, chúng ta sẽ có là một nè, bass đánh nhịp 1 nè, snare đánh nhịp 2, và nhịp và của nhịp số 2 chúng ta sẽ đánh thêm một tiếng bass. 1 2 và 3 4 1 2 và 3 4 1 đó. Nó rất là đơn giản, chúng ta có thể tự thêm vào, tự thay đổi những cái hình tiết tấu để chúng ta có tự luyện tập những cái beat của mình, và chúng ta có thể tự luyện cho mình cái cách đọc, để khi chúng ta xem kênh YouTube họ ghi như vậy mình sẽ hiểu được cái này đánh như thế này, cái kia đánh như thế kia. Đó là cái cách tự học của mình.